Hello các bạn, mình chuẩn bị giao thêm một con 300W ha, 300W 30V. Con này make in Japan nha, hàng Japan. Con này á chạy 24 thì đã được chứng minh rất là khỏe luôn. Thực ra shop mình cũng ít nói tới cái việc mà nó kéo 300-500kg nha. Nhưng mà các bạn lên mạng á, những cái shop khác bán á, giá khoảng 1,4 triệu tuyên bố là kéo được khoảng 500kg nha. Nhưng mà mình nghĩ thì phải qua chăm sóc thêm. Điển hình là một anh khách mới chế xong, mới lắp xong cái hệ thống kéo trên xà lan nha, kéo cái neo á, cỡ 200kg á, lên re luôn. Mình nhờ ảnh là về là giảm tốc thêm nha, nhưng mà cơ bản thì ảnh cũng hình như là vô trực tiếp luôn, vô trực tiếp cái trục nhỏ, cái bánh răng nhỏ trên cái hệ thống neo, hệ thống kéo chứ, kéo cái neo. Ở 24 nha, còn 12 thì nó sẽ yếu hơn một chút. Nhưng mà cơ bản các bạn thấy 12 nè. Đây 12 nha. Đó. Bật là giật luôn nha. Tua ra rất là tốt, hiện tại cỡ 100 vòng. Thì với tua này á là các bạn qua một hệ thống nhông nữa. Ví dụ như tỷ lệ giảm tốc thêm, ví dụ như 1 năm nữa nha. Thì con này ở 12 cũng rất là đáng để xài nha, khỏe. Dây to, hàng Nhật. Đó, hộp số nhông thép, cốt ra lớn. Ha. Con này thì rất là đỉnh rồi, giật luôn nha các bạn, nhóm luôn. Ok, giá 1 triệu bao ship nha. Mấy con bị chày như vậy 1 triệu bao ship, thì bên mình á cũng có thêm một vài con hàng mới 100% chưa xài, rất là ít chày, thì giá là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu mấy con đó để anh em vừa chơi vừa sưu tầm nha. Còn mấy con này thì thật ra thì cũng không phải là cũ lắm nha các bạn, mấy con này thì cũng 90+% nha. Mình chưa vệ sinh. Ok, đây là cái đơn của anh khách nha. Sẵn test thì mình giới thiệu thêm cho các bạn nha, chứ con này cũng đã khá là nổi tiếng rồi. Một tay các bạn nhấc lên là 6 kg mấy nha, nhấc lên là đuối luôn nha. Ở phía sau thì cái nắp encoder nó bị hỏng, các bạn lấy cái nắp nước khoáng cái gì đó chụp vô nha, chích keo là xong. Cái này ốc bằng tháo ra giùm. Dây dắt dài, to, khỏe nha. Dây đồng mạ bạc nha. Đồng mạ bạc. Ok, cảm ơn khách ủng hộ nha.